chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Tapo Vision. Hôm nay bây giờ địa chỉ là số 2291 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Không phải là nhập cảnh nha, Việt Nam nha. Là tại sao tiếng ở đây nha? Là này ăn chữa bánh canh kẹt nha. Là quán này là được giới thiệu trên mạng nhé, là top 15 quán ăn ngon tại quán 9 thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang đó là giới thiệu nhiều món ăn nhé. Nên mình món ăn cửa món ngon. Nên lần này ghé quán này là quán kẹt là Ngọc Lâm bánh canh kẹt. Quán này có 3 chỉ nha, nha. Là rất nổi tiếng á. Nổi tiếng nghĩa á. Có thể á. Nè, đi coi nha. Ghê, tới rồi nha. Là bánh canh dẹt nha. Mấy cái này thật là mình không thích dẹt nha. Tại vì là khó ăn, là phải sử dụng bàn tay à. Ăn bàn tay thì khó ăn. Khi ăn dẹt và cua mình nghĩ vất vả lắm. Cái này một tô là 55.000 á. Là mọi người thì như thế nào đó? Là mắc hả? Rẻ hả? Không biết hả? Hình như là một năm, hai năm trước ăn bánh canh kẹt rồi nhá. Nhưng mà một, ba năm trước hả? Ăn cuối cùng là hình như là ba năm trước. Học gì không nha? Wow. Mặn quá nè. Đậm mệt, đậm đà nè. Nhưng không biết là biển nè, là giống như tôm nè. Có vị ghẻ nè. Rồi bánh canh này đó, rồi rất mềm đó. Khi mới ăn rồi này thì có ngay ăn đông nhạc. Thế là gì ạ? Có. Khi ăn bánh canh kẹt thì chắc không thể kiểu á, hay là có vị chua, cay, ngọt nhỉ, phức tạp chả này. Cái súp này là ngon nè. Cái này là có nước dùng của ghẹ nha. Nên mình rất ngon. Mình đầu tiên là thấy không thấy mặt mà là ngon nè. Mặt là mặt ngon. Thank you.
北岸板带呀。咦，饭店耶。Bên Nhật Bản là khi ăn kẹ hoặc là cua thì sử dụng kanizu. Kanizu ý nghĩa là giảm của cua. Có thể là nguyên liệu là giảm và cũng có hương của cua. Bây giờ là bên Nhật Bản là mùa đông nên nhiều người muốn ăn lẩu ghẹ hoặc là lẩu cua. Là mẹ của tôi là đã có ngày sinh nhật nên mình đã hòa tặng cho mẹ ngày sinh nhật. Khi đó là gửi cua là muốn cùng ăn lão kia với gia đình của mình. Nhưng mà bây giờ là không bé nữa, không bé nước nhá, nên gửi quà tặng thôi nhá. Tại sao có cái này à? Không biết nghe đúng điều á, có cái này rất heo thì có cái này. Nhưng mà mình nghĩ sai á. Tại vì cái này là súp ghê. Súp ghê mà là cứng khó là cái này là cái gì á? Không biết thêm gì á. Em bảo heo à? Không ngon à? Con gì à? Con gì à? Mình không biết nữa. Cái này là giống như là mì udon của Nhật Bản nè. Em của mình của tôi nha. Ngon nè. Cái cấu này là giống như là bún bò khỏe hả? À, có thể là có chần trâu, một chần trâu và một mía. Nhưng mà cái này là có phải là màu trắng không? Là hơi hơi màu tròn sốt nha. Ngon lắm. Nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng năm mới nha. Ngon lắm. Bye.